Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn xây dựng một cái sheet nữa trong phần danh sách quản lý nhân viên, đó là xây dựng bảng chấm công. Để xây dựng bảng chấm công thì mình sẽ làm mẫu chân cho các bạn trước như thế này. Thì tương tự như vậy thôi, nhân viên lấy demo thì bạn làm kích vào nhân viên này, bằng cho mình nhân viên bên này. Đấy, số tự, họ tên, bộ phận tự như vậy nha, sau đó bạn kéo xuống cho mình. Bạn đừng này, mình lấy ví dụ thôi, sau này bạn tùy cho bảng nhân viên bạn làm rộng hơn, dài hơn. Thứ hai mình lưu ý ở đây nữa, đó là cái phần ký hiệu chấm công. Mình có phần ký hiệu chấm công này. Thứ ba nữa, đó là mình có một cột ngày tháng, mình có năm ở đây. Để mình xác định giả sử như là năm 2020 ấy, mình tính test năm 2017 để nó có mấy ngày khác nhau. Đấy, đây là năm 2020. Để lấy được cái tháng này này, các bạn sẽ bằng cho mình như sau. Vào data, các bạn chọn data validation, sau đó bạn chọn list cho mình. Ok, bằng chuyển sang phần thiết lập hôm trước để thiết lập tháng. Rồi ok, như vậy mình đã được chọn tháng. Thứ hai mình chọn năm, năm mình cũng sẽ bằng, năm mình bằng luôn đi. Nếu trường hợp mà bạn thích còn thiết lập như thế kia cũng được, và bằng ngay bên này cũng được, không vấn đề gì cả nhé, tùy mọi người. Nếu mà bạn thích 5 thì bạn sang thiết lập này, bạn tạo lên một mình 5 ở bên này như này, sau này bạn theo dõi như 5 1, 5 2, 5 ít biến động, 1 5 một lần thôi thì đơn thay đổi một tay cũng được, không vấn đề gì. Tiếp tục mình sẽ tính ở đây, ở đây mình cho là 31 cột để mình tính được cái tháng của nó, mình tính thế nào. Đây này, 31 cột tương đương 31 ngày nhé. Mình tính như sau, bằng, mình dùng hàm date mình tính cho nó nhé. Thứ nhất là 5 này, F4 quyết định này này. Thứ 2 là tháng này, F4 quyết định này này. Ngày mình lấy ngày đầu tiên, ngày 1 tháng. Ok. Ngày thứ 2 mình sẽ bằng ngày thứ nhất cộng 1. Rồi mình kéo đi nhé, lần cuối tháng mình làm nhiều. Tại sao mình lại lấy đây, mình chọn là năm 2017 như thế nào nhé. 2017 thì có 28 ngày rồi, tại sao mình muốn lấy, mình nhớ cái ngày này là có 28 ngày. Các bạn khác cũng có, là mình tính trừ bớt ngày không đúng này. Như là 1, 2, 3 hoặc tháng khác mình sẽ ẩn đi. Đấy, để xử lý nó thì mình làm như thế nào. Mình sẽ bằng như sau. Nếu ngày gần cuối hạo F5 của mình ấy cộng 1 mà bằng ngày đầu tiên, bằng ngày đầu tiên là ngày O5 E5 này đấy, thì sẽ là không bằng gì cả, sẽ là chấm nhá. Còn lại thì nó sẽ chỉ bằng ngày tiếp theo cộng 1. Mình xem cộng 1. Ok, đúng ạ. Xem. Giả sử nha, đây tháng 3 nha. Đấy, thế là 29. Quay trở lại tháng 2. Hai ngày tiếp theo bị lỗi rồi nha. Thì nó sẽ tính như sau, bằng nếu đến ngày thứ nhất mà trống. Nếu lúc mà trống nha, thì chúng ta sẽ là trống. Hay là không trống thì ra tính là nếu căn bản cái đầu tiên mình bị lỗi rồi. Nếu cái gì đây, ngày tiếp theo cộng 1 mà bằng ngày đầu tiên, bằng ngày đầu tiên thì nó sẽ là chấm. Còn lại thì nó sẽ bằng ngày tiếp theo cộng 1. Đây có 2 ít, mình đóng 2 ít rồi nha. Đây, công thức bạn nhìn trên đây cho mình nha. Đây. Tiếp tục ngày còn lại mình làm tương tự như công thức tiếp theo nhau nha. Đầu tiên mình bẫy này, bẫy lỗi nha. Thứ nhất, nếu ngày đầu tiên mà nó trống ấy, thì bạn sẽ là trống. Còn lại nó không trống thì bạn sẽ phải bằng là đây của ngày đầu tiên
cộng 1 mà bằng đây là ông nghe tiếp theo cộng 1 nhé, mà bằng ngày đầu tiên ấy, ngày đầu tiên này thì bằng ngày đầu tiên thì bạn sẽ là chấm, còn lại nó sẽ là bằng là đây ngày tiếp theo cộng 1 đóng ngoặc vào. Ok, nhìn lại nha, nếu ngày đầu tiên mà chấm này, đọc từ đây này, nếu ngày đầu tiên cộng 1 mà bằng cái ngày nha, tức là nếu cái ngày tiếp theo này cộng 1 mà bằng ngày đầu tiên thì sẽ là chấm, còn lại sẽ bằng ngày tiếp theo cộng 1. Ok rồi, đấy bạn thấy không, hết lỗi rồi nha. Giờ chuyển sang tháng 3, tháng 3 31 ngày, chính xác chưa? Chuyển năm 2020, năm 2020 thì tháng mấy? Tháng 2, 29 ngày thôi. Thế là hơi sai đấy. À đây, mình bị sai chỗ này bạn nhá. Đây này, bắt đầu từ ngày 29 đây này này. Tức là nếu cái ngày đầu tiên là ngày IF5 mà bằng cái ngày cuối cùng thì nó chỉ bằng ngày tiếp theo cộng 1 thôi, chứ không phải tính ở đây nữa nha, không phải tính ở đây nữa. Đấy, ok. Tiếp tục công thức thứ hai, tương tự như vậy, hàng cuối cùng là sửa lại cho mình nha. Nó sẽ phải là bằng ngày cuối cùng cộng 1, chứ không phải là bằng đây. Công thức tương tự như vậy, sửa cho mình nha. Đấy, sẽ bằng ngày tiếp theo cộng 1, đấy. Đấy, chính xác rồi đấy. Giả sử mình ra tháng 4. Rồi, ok, 30 ngày. Tiếp tục, bây giờ mình muốn xác định là cái ngày này này, sẽ là thứ mấy, thì mình bằng hàm week day này. Week day ngày đầu tiên. Đây này, cái tháng chỉ số đó này, tính ngày tháng này, mình lấy là ngày số 1 nha, lấy ngày tháng. Vậy đây là thứ 4. Như vậy mình muốn là ghi là thứ 4 cơ. Mình muốn ghi là thứ 4 như này này. Thứ 4 như này, chứ mình không muốn là ghi là số 4. Mình không hiểu, mình muốn là tách mà. Mình dùng hàm choled lựa chọn nha. Tại vì nó là thứ, trả kết quả là thứ thì có thứ 2, thứ 7, chủ nhật thôi. Thì số 1 sẽ là chủ nhật nha. Thứ 2 nó sẽ là thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Thứ 5. Thứ 6, thứ 7. Ok. Đấy, mình đã có thứ rồi. Cái ô cuối cùng mình bị lỗi, đúng không? Như vậy, mình bị lỗi nó như sau. Nếu cái ô đầu tiên mà bằng chấm thì nó sẽ là chấm, còn lại bắt đầu chạy lệnh, đúng không? Đóng ngược lại nha. Đấy, mình đã xong rồi nha. Tiếp tục nữa là mình sẽ quay sang định dạng. Định dạng chủ nhật sẽ bôi màu nha. Cứ chủ nhật là mình sẽ bôi một màu khác. Đầu tiên mình chọn vùng cần định dạng này, sau đó bạn vào formatting, chọn manager rule, tiếp tục chọn view. Chọn cuối cùng nhất là user format theo điều kiện nha, bằng chọn cái ô E6. Mình cố định là chọn nó theo điều kiện là chủ nhật thứ 7 mà, mình sẽ bằng thứ 7. Và mình cố định hàng hoặc không cố định cột thì bạn nhấn F4 nha. Ba lần đấy là thế. Sau đó mình ghi là chủ nhật. Chủ nhật thì sẽ bôi màu cho mình, màu gì? Pin, mình chọn màu vàng này. Ok. Ok, apply. Đấy, như vậy là bạn đã xong. Bây giờ mình muốn ngày mà không có gì để chống này, sẽ bôi màu khác cho mình. Mình vẫn chọn tiếp này nha. Rồi, ok, mình sẽ vào phần định dạng manager rule. Mình tạo một rule mới nữa, chọn nó gồm, sau đó bằng ô này, định cột bằng chấm, thì bạn sẽ định dạng cho mình màu này, màu
ok, apply, ok. Đấy, con này đã vui đi ngang ngồi mình rồi. Giả sử năm 2017 thế nào. Tiếp tục, mình sẽ định dạng phần này phần chấm công. Phần chấm công này mình sẽ dùng data, mình vào data này, mình chọn data validation, chọn data validation này, chọn list. Rồi tất cả nha, chọn list nó bằng bằng cái gì điều kiện mình quét ở đây luôn. Mình muốn cho tất cả mọi người vào đây chọn theo đúng cái ký tự mình ký tự này này. Nếu chúng ta bấm sai sẽ báo lỗi. Ok. Đấy. Đấy. Giả sử như bạn nhập ô không có trong định dạng của mình thì báo lỗi lập tức cho mình ngay nhá. Tương tự như vậy, mình sẽ nhập nhanh nhá. Mình có thể nhập trực tiếp vào. Nhưng mà hoa thường đều là ok, không vấn đề gì cả nha. Như vậy là mình đã định lại xong cái phần chữ này. Bây giờ mình sẽ quay sang phần tính công. Tính công đủ 8 tiếng và công nghỉ phép. Nghỉ không phép và làm nửa ngày công. Công trong tháng. Để làm lúc này mình tính thế nào? Thứ nhất là mình sẽ nhìn lại điều kiện mình này, có làm đủ công này. Mình phép này đầu tiên là tính làm đủ công 8 tiếng đã bằng một hàm lệnh là gì? Cao ít. Cao ít một cái gì? Mình quét tất cả các con này đi. Ok. Và cái này mình cần cố định cột nhé, không cần cố định hàng. Nhét 4 3 lần để cố định cột, không cố định hàng. Mình cố định cột A và cột A, cột F, cột F mà cố định hàng nha. Tính này thì giá trị gì đủ thành công là tính là x đúng không, F4 nó lại đúng hoặc vào mình éo sang không thành công lại, sau đó mình đổi lại cuối cùng điều kiện nó nghỉ có phép, nghỉ có phép. Nghỉ không phép, nghỉ không phép, nghỉ không phép mình có hai điều kiện đấy nhé. Không phép mình có hai điều kiện, thứ nhất là nghỉ không phép và nghỉ nửa ngày không phép. Đấy. Đầu tiên mình chọn thứ nhất, điều kiện thứ nhất là nghỉ, thứ nhất nghỉ không phép này. F4 là cộng cao ít. Cột tiếp theo này hay là phải nghỉ không phép nữa, mình có là nghỉ nửa ngày không phép, cái đây F4. Ok, tiếp tục làm nửa ngày công. Nửa ngày công tính là nửa ngày công đây, nửa ngày này F4. Nửa ngày công này cộng cái gì nữa? Cộng tiếp tục nửa ngày công và nửa ngày công có phép. Nửa ngày công nha, làm nửa ngày, nghỉ nửa ngày, làm nghỉ nửa ngày không phép. Thì mình cộng thêm làm nửa ngày này, làm nửa ngày công nha. Đầu tiên mình có làm nửa ngày công này và làm nửa ngày công và nghỉ có phép, cộng thêm nghỉ lượt ngày công này nữa, cộng lên cao ít nửa ngày công nha. Mình cũng sẽ quét câu này còn lại này, sau đó nửa ngày công nữa này, nửa ngày nha. F4 đóng vào bảng. Ok, tiếp tục nghỉ phép. À, nghỉ phép của mình cần có nữa nha. Nghỉ phép lửa ngày và nghỉ không lửa không phép. À, nghỉ phép lửa ngày mình thiếu nghỉ lửa phép lửa ngày nhá. Cộng tiếp nghỉ không phép.
bằng COULT cao ít. Nghỉ khó ép lại ép được này đây ép 4 tiếp tục đó là nghỉ không phép. Các bạn nhìn nhá, mình có là nghỉ không phép lửa ngày nữa nhá, mình cộng thêm mình cũng có ok này. Làm một công này, nghỉ khó phép này, không phép nghỉ ngày, nghỉ không phép, không phép ngày, làm lửa ngày công và ngày công không tháng. Còn lưu ý cho mình nhá, chỗ phần nghỉ lửa ngày công hay lửa ngày phép mình chia hết cho hai nhá, chia cho hai nó không sẽ hiểu đấy là một, chia cho hai lại cũng để nghỉ lửa ngày sau các bạn chia cho hai. Không thì nó sẽ không hiểu đâu. Ok. Bởi vì cao nó tính đến từ một giá trị nó là một đúng không? Thì là một con lương một ngày thì làm lượt ngày phải trừ đi một lượt, thế là phải chia ra hai. Vậy số công trong tháng của nó sẽ bằng cái gì? Công trong tháng của nó sẽ bằng là một ngày công này cộng với lại nửa ngày công đúng không? Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách tính, cách xây dựng cái bảng công cho nhân viên bộ phận hành chính. Thì tùy vào tình hình thực tế của mỗi công ty thì các bạn có thể xây dựng cho mình những bảng chấm công sao cho phù hợp. Nhất ở đây mình chỉ làm nội dung demo thôi để cho các bạn hiểu được cái bảng chấm công làm như nào, cách thay đổi bảng tự động là sao. Và sau này các bạn sẽ dựa vào thực tế của công ty và xây dựng vài sau hướng dẫn các bạn là xây dựng bảng chấm công cho nhân viên nhà máy. Và hướng dẫn mình đã được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.